chào quý vị đã trả lời vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay anh em mình cũng có số tiền mạnh thường quân và mua tôm cho chú Kỵ ăn và mua một tấm nệm cho chú Kỵ nè quý vị. Thì chú Kỵ đang phơi lúa nhà chế Thảo cho Hoàng Trung đi kêu về nè quý vị. Đây chú đang về đây. Ồ đó, mua tấm nệm chú đang ôm đó quý vị. Chị Trung mua cái tôm này là tôm càng xanh 50.000 thôi chú anh chị. Được mình ơn là chú ăn đủ rồi, 8-9 con đó có chú anh chị. Chú Kỵ ơi, ăn tôm không? Bữa nay mua tôm cho chú Kỵ ăn nè. Mua tôm cho chú Kỵ luộc ăn chú. Đây là tôm càng xanh đó chú. Ít không, tấm niệm đấy là chú làm được ha. Mở chú, mở cửa đi vào nhà. Vừa chú nằm luôn. Em bữa lưng lắm chú, bữa nay chú không có mở cửa sao hả? Ồ, đem đồ để trước rồi mới đi sao đó. Wow, khá độc đáo luôn. Để chú đi ra sao chú mở cửa cái rồi mới vô nhà được. Đây cái mình cho quý vị biết thêm thông tin là chú Kỵ có cái đường hầm ở sau nha quý vị. Thì chú Kỵ mỗi lần đi chợ là chú Kỵ đi bọc đường sau để chú Kỵ mở cửa nha quý vị. Đây chú Kỵ đang đi mở cửa ra quý vị đó. Chú Kỵ đi đường bọc đường sau ra mới là ra đường trước mở cửa nha quý vị. Đây rồi xung quanh nhà chú Kỵ gào với đường mương không ai vô lọt luôn nha quý vị. Đây nè, còn ở trong bụi gừng này, bụi cây này là chú trong nhà chú trong đó đó quý vị. Đồng thời ở trước cũng có ngôi nhà quan ở trước đó quý vị, thì ta đi Bình Dương ta làm cái gì ta bỏ quan ở đó đó quý vị. À, cảnh khung cảnh của gần nhà chú thì rất vắng vẻ luôn nha quý vị. Đây cái niệm nè quý vị, mua cái niệm này cho chú nằm đây. Rồi sớm chú qua nhà chế Thảo phơi lúa hả? Phơi lúa. Bức ảnh của cha chú Kỵ nha quý vị, thì chú Kỵ cũng có đem lại đây và thờ thôi. Đây còn anh em thì anh ba chị hai là không có nha quý vị, không có bức hình nào của ông già. Chú thờ đây. Còn bữa nay của mẹ chú, mà chú gói bọc rất cẩn thận quý vị. Đây nè quý vị, thì cái này em ruột của chú Kỵ nha, và có anh chú Kỵ lợi luôn. Là cô này ở Bảy Giá đó phải không? Bữa nay cũng hơn. Ở Bảy Giá hay là gặp anh chú Kỵ luôn quý vị. Thì hôm nay thì mình cho quý vị biết. Cô hả cô? Dạ. Cháu hả? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi heo, 62 rồi. 62 tuổi hả? Tôi nhớ anh tôi dữ lắm. 62 vậy là chú Kỵ là mấy năm trước có lại cắt lúa ở đây không à, nhà anh vậy đó. Suốt lúa suốt gì đó, ăn uống tôi lo đầy đủ hết mà. Lợi tới người ta sợ tôi chiếm cái chỗ này nên nó không có cho ở đâu. Mà ông này chết ta lấy đi, thành ra tôi phải đi lạc loài xứ người ta hở gì đó. Rồi cô hiện tại cô đang ở đâu rồi? Bảy Giá. Trong ở dưới Bảy Giá hả? Rồi cũng có chồng con. Chồng ông chết, ông cũng quậy lắm, vô phước rồi nó cũng ở đằng này à. Hồi đời con cũng đi ăn mài về đời cháu lại rồi. Ông quậy ông mới chết năm sáu năm nay hả? Rồi hôm nay đi qua bên nhà chị hai chơi rồi gặp chú không Phương. Có đâu, lên mạng. Lên mạng nghe nó mấy chú giúp đỡ anh tôi mừng thiệt á. Vì tôi có khổ tôi cũng ôm bụng chịu luôn tôi mới thấy ổng à. Lâu lắm rồi chưa có lại đây thăm chú. 8-9 năm rồi. Muốn lợi cho ổng 1 chục ký gạo, 5 ký gạo tôi cũng khổ. Thấy nhà vậy nè tôi biết, tôi mấy năm kia tôi lại đây vậy không à, rồi không lẽ cho có gạo nhiêu đó không có giúp đỡ anh gì mình được thiệt. Tôi không biết, tôi đi nói người ta tùm lum tùm la, tôi nói còn người anh ở chùa quýt nữa tôi nghiệp lắm, ông ở có một mình ơn mà không biết làm sao nữa. Vậy là em út của chú Kỵ luôn ha. Chứ bây giờ mình đi ra ngoài đi cho nó mát. Thì bốn anh chị em của chú Kỵ nè quý vị, thì cô này ở Bảy Giá nha, mới lợi đó là em út của chú Kỵ luôn. Đây cho quý vị biết bữa nay cũng hên anh em mình lợi cũng gặp chị tên gì chị? Tên Hạnh. Chị Hạnh, chị năm nay cũng chắc hàng năm năm mấy ha? Sáu mấy. Quá lớn. Vậy chị ra ngoài nói chuyện được không chị? Ở trong đây hơi tối á. Đây chị mình đến đây gửi mua gì cho chú hả? Kệ mua lại. Đây là có mua một ít xoài cho chú. Dạ. Chú với cái này là ít à, mấy năm kia tôi cắt lúa bao nhiêu là ăn hết còn đủ tiền gạo đem về. Dạ. Đi ra ngoài đi bà ơi, để mà
sáng ở trong đây nó hơi tối đó. Đây chị chú em chú Kỳ cũng không có gì quý vị ơi, thì lợi gồm có hai bọc bánh bông lan để gửi chú Kỳ thôi, cũng cũng nghèo thôi anh em chú Kỳ. Đây với một vài trái xài, thấy đứt ruột không quý vị? Đây không có gì gửi anh. Thì là bữa nay đi ba thăm chú Phương hả? Rồi mấy chú Phương dẫn ở đây luôn. Đi nhà mà hai luôn mà không biết đường rồi. Đi nhà mà hai mới gặp nó, tôi nói chứ nó mà mồi liên đâu. Mồi thăm lên ăn nhau con mới. Ủa chị hồi đó giờ là mới lại lần đầu luôn hả vậy? Không, hồi đó tôi ở đây nó xưa quá rồi. À. Hồi đó là chị ở đâu hồi đó? Thì tôi ở đây nè, sao đi có chồng đi ở Dương Mơ Bảy Giá. À. Mấy nó nói ở khné đâu. Dạ. Mới chuyển đi đặng rồi đặng tới cho đất cất nhà cái gì thôi. Vậy là sau đó có chồng mà chị mới đi Bị Giá ở tới giờ ha. Đi đặng gặp cái đặng. À. Không cho ở. Dạ. Rồi chị có thể chia sẻ là hồi mà còn nhỏ xíu là chị đi. Có ở chung với chú Kỳ không? Hồi đó ở đường lộ. Ở đường lộ là ở sau hè kế trường học cái chỗ xã sau hồi là tiền mình đặng á. Dạ. Hồi đó tôi còn gái tôi ở đây mà. À. Rồi cái sau này cái anh tôi mới ở chỗ này là dùng thì mương không à. Dạ. Bên này mương không à, bò xuống từng nước ở xi cáp chảy theo cái đường này nè. Rồi mấy người kia nó muốn vô dòng cát ở, kêu anh tôi lại dời đi trước đi, làm cái túp liều nhỏ xíu đó ở trước đi, tôi cũng vẫn còn ở đây nữa. Dạ. Rồi tặng là đĩa không mà không biết làm sao. Rồi mấy người kia thím út tôi tưởng đâu là ở đây được vĩnh viễn rồi. Rồi tôi lên đây mỗi năm mà lên vũ gôm vũ gác mỗi năm. Rồi giống như cô biết ấy là vậy nè, cô có biết cái vụ mà chú Kỳ có con có trời ơi, hồi đó tôi còn gái mới 19-20 tuổi, ổng đi lính ổng ít về lắm, chừng nào mãn ổng về luôn, tôi đâu có biết vậy. Là cô hồi đó là mười mấy tuổi là có sống chung với chú Kỳ không? Ổng đi lính rồi tôi cũng còn ở đây nè, còn cha còn mẹ là chú Kỳ là chú đi lính đi lính hồi xưa hồi đó, đó cô biết chú Kỳ là mấy tuổi đi lính không? Tôi 10 tuổi tôi là ở với chị, ổng mắc đi lính rồi. 10 tuổi là cô 10 tuổi vậy là 10 tuổi tôi là ở chú, nhà bà cô hai cô lớn hơn chú Kỳ bao nhiêu tuổi? À, nhỏ hơn lộn. Nhỏ hơn khoảng mấy tuổi ta? Nhỏ hơn 6 7 tuổi à. 6 7 tuổi vậy là sáu mấy rồi chú không, Kỳ 6 7 tuổi 9, vậy là chắc cũng rõ rồi. Nếu mà vậy là cũng rõ chú Kỳ rồi. Không mà ổng đi lính ổng đâu có về nhà. Dạ. Không mà chị lúc đó 10 tuổi là biết chú Kỳ là không, tôi đi ở giữ em cho bà hai kìa. Vậy là bên Trà Vinh nè. Ở Vũng Thơm, ở Vũng Thơm có bà hai ở đây đó. Bà hai tôi đó. Vậy là mọi người đi một hướng hết rồi, đâu có ở chung nhau được bao lâu đâu. Vậy đó. Chừng nào tiếp thu anh về đây gặp nhau là tôi gần 20 tuổi, 18 19 tuổi luôn. Vậy là bởi vì không cho nên vậy là không có biết chú đồ thời đi lính. Đúng rồi. Dạ. Rồi xong rồi chú về đây khi mà đi lính về là mấy tuổi là cô biết không? Về đây ổng tôi cũng quan tâm mà tôi cũng muốn chết à. Bởi vậy. Rồi hôm nay đến thăm chú Kỳ hả? Hôm nay. Trời ơi, tôi muốn thăm lâu rồi chú ơi. Tôi đi nói với người ta không biết là mấy năm về trước là không phải hôm nay đâu. Rồi dạ. Con tôi nó ở nhỏ, má nhỏ này có cái chồng nè đi dạ. Bạc Liêu, nó thấy chú nó biết chứ vũ gom lợi mỗi năm mà tới cắt mấy mới có 6 7 năm nay mới không lợi thôi nó. Nhà chú Kỳ nó khổ lắm mà mình cũng nghèo không biết cái gì cho, lợi cho gạo 10 kg 5 kg thì được. Không lẽ cho như đó sao sống đủ. Đúng rồi. Rồi nhà ổng như vậy mình thấy nó gai con mắt quá, không có khả năng dùng nổi. Dạ. Ngồi ôm đi nói phe người này phe người kia mà nước mắt rớt còn hơn cha mẹ chết nữa. Thành ra bữa nay thấy được lên mạng tôi mừng cho anh tôi. Được. Cảm ơn mấy chú giúp đỡ anh tôi vậy thôi. Rồi là liều mạng lợi chứ không có gì gửi cho anh. Người thằng chồng này cũng vô phước, ông mới chết 6-7 năm nay. À, chồng cô ông nhậu hèm. Cô có mấy đứa con rồi? Hai đứa. À, cũng lớn hết chưa cô? Nhỏ đi ở đỡ người ta hồi lúc 10 tuổi lần giữ em thắng 1 triệu mấy 2 triệu đó. Được. Tới bây giờ còn nhỏ này má nó có chấp nối nè. Có anh đợi cũng khổ nữa, thằng nó ăn có bụng cơm mà sao rồi nó mới có chồng khác đi Bạc Liêu cho tôi ôm nhỏ này giữ. Vậy là bây giờ thì cũng đang giữ cháu nhà này, ha. Cũng không có mần gì được hết. Cũng cô đâu có đi mần gì nữa ha. Không. Rồi hôm nay đến thăm chú Kỳ hôm qua cũng vậy mình qua nói chuyện với chú đi. Lâu rồi không có gặp ha. Mẹ đi cái nhà mình. Đây bữa nay anh em chú Kỳ họp mặt lại hết nha quý vị. Đây ở đây cũng có chú Phương và chú Kỵ và một người chị thứ hai ở Phú Tâm và chị này ở Bảy Giá mới lại thăm chú Kỵ đây quý vị. Mới lại chiều hôm qua đó, đặng cố ý đặng mặn được mặn cỏ được hai ba bữa và anh cũng gì đặng mua đồ rồi với anh. Dạ. Lại mình cũng không dám nữa. Dạ. Chị là qua sẵn rồi chú Phương đi qua nhà chị hai thấy. Không một ít thật tôi đi đặng trước còn lại đây nữa nè. Dạ. Ông này ông dẫn lại chơi, ông kêu liều mạng lại đại đi, tôi nói không có gì gửi. Cô ơi, bên đó con ta cho con hỏi thêm một xíu này về ha. Là cô có biết cha mình là ở đâu không? Cha hồi đó, nó mới có vợ nhỏ còn thơ á.
Là cha có vợ nhỏ Cần Thơ. Có vợ nhỏ lâu rồi. Không mà giống như là nguồn gốc ngày xưa đó, quê quán ở đâu. Cha sống là hồi giống như cô với lại chú Kỳ còn nhỏ đó. Không có đâu, mẹ nói má tôi nó lập gia đình là dắt nhau đi đi lính luôn đó. Ba tôi với má tôi đó. Rồi tại vì biết sao không? Hồi đó là cô có sống giống như là ở chung với mẹ lâu không? Thì đi theo mẹ luôn, mẹ tôi ở cho bà hai mẹ đó. Mẹ có kể về cha nhiều không? Có đâu, má tôi hiền khô à. Ba tôi đi tối nay hết ông này tới ông nọ bỏ má tôi bơ vơ vậy đó. Bởi vì tới quê luôn. Chở nó thì ông tâu lý nhá. Má tôi vô phước luôn. Vậy là bởi vì sao sao biết tại chú Kỳ á, chị có chú Kỳ còn nhớ cha. Thì hồi đó ông đi lính đi lên đi xuống đi thăm ổng rồi tôi ở nhà. Tại chị có chú Kỳ là nhớ cha dai nhất. Mẹ nó lên xuống của ổng. Lên xuống cho ổng còn tôi đi giữ em cho bà hai. Em xíu còn nó mới. Vậy là hồi đó là chú Kỳ là nhớ cha nhiều nhất. Đúng không? Chú Kỳ là nhớ cha nhiều nhất hen. Ừ, cha thằng mẹ điện ra đó chú. Nhưng mà tại vì em chú là không ai biết, không ai không nhớ luôn á. Không biết đâu phải không? Không, tôi biết chứ, mà ổng ấy là không nhớ ở Trà Vinh á, hồi đó hen. Không, Vinh nó cầm đá cái đúng nung. Nó đâu đúng nung, mai bạp. Có đâu. Đó. Ba tôi là mai bạp á. Của anh á. Có mối. Tội mình mối nung. Khỏi mối nung nói ổng xuống nói. Khỏi nung tôi chứ lấy. Thì thật ra anh em giáp mặt với nhau thì chị hai, chị ba, anh ba, chị Út cũng không có rõ gì nguồn gốc của cha mình ở quê quán ở đâu. Ngày xưa thì khó quá bây giờ. Cái này chỉ có chú Kỵ nói là quê quán cha của chú ở Trà Vinh thì có chú Kỵ nhớ rõ thôi. Còn ba bốn anh em còn lại là không có ai nhớ hết cha mình quê quán ở đâu hết quý vị. Rồi chú Kỳ là chỉ biết là nhớ chú Kỳ biết cha là do mẹ kể lại thôi đúng không? Ừ. Là mẹ hồi đó mẹ kể lại. Bác kể cái nó quên nấu chua thôi nha đó. Mà bữa nó chua là ấu nè. Dạ. Vậy là chỉ có mình chú Kỳ là có ở chung với cha đúng không? Có ở chung gia. À. Ở chung gia cũng khá lắm á. Ở tại của đôi mới. Thơ. Dạ. Nó sửa cho máy đó. Sửa la cho máy đó. Bỏ tiệm sửa xe đó. Vậy là lúc đó là chị với chú Phương là không có gọi là ở chung cha. Chú con nhỏ đi giữ con bà hai này không hả? Đúng rồi. Không có ở với nhà nhiều cho nên là không có mình biết rõ nhiều. Có đâu. Thì mấy tuổi rồi? Cô hiện tại bây giờ có chuyện là cái con ở Tây Ninh đang xét nghiệm ADN rồi là con đó thì cô có suy nghĩ có thấy là không cũng như là ông có con ông nhìn cha nhìn gì anh mình cũng đứa nghèo khổ không có gì đúng đỡ rồi. Mà lỡ ông làm lỡ với ai có con có cháu nó lại nhìn thì nó thương cha nó thì nó giúp đỡ mình mang ơn gì thôi mình không có được giúp đỡ cho anh mình. Yeah. Thì tại vì cô còn nhỏ hồi đó cũng không có biết chút Kỳ là có đúng rồi, tôi, không mình không có ở gái gần nữa cho nên không biết cái chuyện đó nữa. Người ta đi lính nhiều khi người ta gặp nhau ở trong này kia mình cũng đâu biết được cái chỗ đó. Dạ. Nhưng mà giờ chú Kỳ thì bây giờ con Tây Ninh thì dạ, cũng không con trai mà đi nơi này nơi kia nó tấp bến là đâu đang có hay. Rất muốn đưa chú về Tây Ninh sống luôn mà thấy chú ổng không chịu đâu. Bây giờ cô thử khuyên chú. Ôi còn khuya tôi sợ lắm không dám không, đâu. Bây giờ cô thử khuyên chú thử coi. Không được. Không được, tôi thương anh, tôi thương lén, thương lúc thôi, ổng làm gì tôi chịu theo nấy à. Thà tôi đi nơi khác ở. Đi mặn dưỡng thơm á, chị tôi sợ chết bờ, chết bụi á, phải về đốt nhang một đêm lội tới nhà đốt nữa, mất hết tiền luôn. Đi dưỡng thơm anh này nè, với bà chị á, kiếm nơi cắt lúa hay là người ta bằng ngày, hồi xưa người ta cắt mai tay, nó dắt lúa rồi. Cũng cho ăn cơm uống rượu gì, ổng tiền, ổng vô quán uống ai làm gì ổng không. Rồi lội xong khúc gì, lội nhiều khi về tới nhà mặc quần xà lọn, sáng đi nó không còn đập mặt, phải về đốt nhang mới được. Không ai cản được hết trơn. Cho con hỏi thêm một điều là tại sao là ví dụ như chị hai ở nhà không thờ cúng cha mẹ mà lại chú Kỳ lại thờ cúng cha mẹ? Cũng như hồi đó ở chung rồi bà kia thì đi theo chồng. Má tôi đã chụp hình đó, chụp hình ở nhà của tôi kia ổng lấy cắt lên hết. Dạ. Rồi ổng lại khôn đem xuống trời ổng làm biết cái thẳng lạc hết trơn, mình cũng không nói ở được. Ở nhà cô còn hình cha mẹ thờ vậy không? Không, cái ổng ấy chụp nhà người thím á. Ở trên này còn nè. Rồi ổng ở đây ổng gần gũi ổng lấy ổng quả ra ơn. Không có ai đi lấy hình tầm bậy được nha, ổng lấy quả là quả đó. Đúng rồi. Khó lắm. Cho nên là hiện tại là tất cả anh chị em là chỉ có mình chú Kỳ là còn hình cha mẹ thờ thôi. Ổng chụp được á, ta súng nhau xin lặn đi chụp quả đâu thờ ổng cho đó. À. Phải dễ đâu. Vậy là chú không cho đem đi. Cho nên có môn người vô lén á. Đúng rồi. Chị em bạn nó vô lén lấy cái đèn cài chỗ đó để đốt nhang là đốt nhang không có được quyền mà lấy đi chỗ khác mà mồi lửa nữa đó, ổng khó lắm đó. Ồ.
tập tự vậy á, khó lắm. Không có nói có trời chứng minh không có nhiêu đó à. Ăn cắp ăn trộm của ổng không nói có trời chứng minh không à. Bữa nay ba anh em chú kỵ luôn nha quý vị, chỉ còn chị hai ở Phú Tâm nha quý vị. Thì hai chị hai với anh ba ở Phú Tâm, còn chị này thì ở Bảy Giá mới lại thăm chú kỵ thôi. Là tính ra là hôm bữa giờ mới gặp là bốn anh là chị em nha quý vị. À, vậy là chị thấy trên mạng chị mới lợi đó ha. Muốn lợi thăm dữ lắm mà không có tiền, thấy nhà ăn tôi như vậy tôi biết mà. Dạ. Cắt lúa hoài tôi thấy. Ăn cơm nước gì chưa? Hả? Sáng giờ ăn cơm nước gì chưa? Đúng, còn 5 nắng tôi sai bố. Bọn chú hạ sủ. Ờ sáng đi chợ bố vậy chú. Tiền lại nó sấy rồi đi. Bả té rồi chân té. Hồi nãy con có mô tô. Con có mô tô. Vô luộc tôm đi, sẵn đãi cho bé ăn với chị cho em mình ăn luôn á chú cởi. Đúng thiệt hết. Nãy nó mới mua mấy con tôm đó chú luộc cho anh em ăn. Để lâu thúi á, anh phải luộc trước đi. Em mình lâu lâu lại thăm mình lần cho ăn tôm. Con gái. Thấy đây nè, mua túi ngày, mua dĩa, mua nồi. Dạ. Mình cũng lại thấy mùa sau có 3 tháng sau lại mất hết trơn, nó vô nó cắt lúa nó lấy trơn. Dạ. Tấm gà ông để em bên đằng bên dài dài đâu có dám xin anh, sợ anh đi mần đêm để mình lại đợt sau, lại đợt sau mất hết trơn vậy không. Dạ. Mấy người nữa, mấy cha chủ đất này nè. Chưa, rồi. Để lấy cây gậy thử xíu mẹ để cho nó vậy. À, xin mến chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay thì Trung đến cũng vô tình gặp thêm người em Úc hả? Là người Úc. Đó là người em Úc của chú. Ở Bảy Giá cũng mới vừa đến đây thăm chú. Thì hôm bữa là Trung cũng được cô Lụa ở quận 2 có gửi cho Trung số tiền là 2 triệu đồng để mà giúp đỡ cho chú Kỳ. Thì Trung có mua lúa cho chú hết 5 bao là được 152 kg, là 1 kg 6.300, thì hết 957.000. Và bây giờ thì Trung mới mua thêm cho chú cái nệm là 230.000, rồi mua cho chú thêm tôm càng lại 50.000 nữa là 208. Tổng cộng số tiền hiện tại còn dư lại là 763.000. Thì Trung sẽ trao cho chú luôn đi, thế này cũng còn ít đó. Thì hôm nay con cũng được cô Lụa đó, để con là đếm luôn đi thầy chú. Thì 500 ha, 750, 763.000 ha. Đây thì con gửi chú, cái này là của cô Lụa ở Sài Gòn, quận 2 giúp đỡ chú, thì chú cũng gửi lời cảm ơn đến cô đi. Nói đại vậy đi, nói vậy là nghe. Rồi bây giờ là tặng bài hát đi. Sao khó vậy? Bài hát mà tình chết theo bộ đông cũng được đó, bài đó đó. Đó bài hát này bài có ngồi sợ không? Rồi đi hát lại, hát khúc thôi cũng được nữa. Khúc hả? Ừ. Tặng bài khúc đi chứ. Chiều buồn ngồi một mình, mây trôi mênh mang, đôi chim lang thang. Chiều buồn người càng buồn, cho mấy nước thêm buông trôi. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng, dòng nói người xưa nhưng hờn quan. Đừng nhắc đến người ơi, 10 năm rồi còn lại gì. Anh sợ, anh sẽ những ngày biệt ly. Thế rồi tình can buồn, vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Tha rằng cuộc tình đầu đừng gây bao thương đau, để cho tình chết thêm mùa đông năm nào. Người đến tìm tôi một đêm trời bão tùng, trời bão bùng anh với em chia tay. Thôi em đi đi, anh về ở một mình cô đơn. Xin cứu em. Thì video cũng kết thúc tại đây quý vị ơi. Thì hôm nay cũng có tình cờ mình lại thì cũng có gặp em Út của chú Kỵ. Em Út của chú Kỵ lại và anh Phương.
của anh của chú Kỵ, anh ba, còn chị hai thì không có lợi, anh chị hai ở nhà chăm sóc người chồng bị bệnh đó quý vị. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tới đây, cũng xin tạm dừng video tại đây và chúc cả nhà xem nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhớ đón cho video sau của mình để tiếp tục về cuộc đời chú Kỵ nữa nha quý vị, và tìm hiểu thêm anh chị em của chú Kỵ. Chào các bạn, hẹn ở video tiếp theo của mình.